Thưa quý vị, theo nguồn tin từ The People, sau khi tìm hiểu nhiều người cùng một lúc hậu ly hôn, nữ người mẫu Emily Ratajkowski đã quyết định xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với danh hài Pete Davidson, và bộ đôi được kể rằng quấn quýt nhau không rời trong khoảng thời gian này. Người thân cận của chân dài nội y cho biết tình cảm giữa họ đang tiến triển mạnh mẽ và trở nên nghiêm túc hơn. Pete và Emily tương đồng về tính cách, sở thích và đặc biệt có chung tình yêu với bờ biển phía đông. Trong khi đó, nguồn tin thứ hai tiếp xúc với Ratajkowski cho biết người mẫu đang tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời. Đề cập vụ ly hôn giữa Ratajkowski và nhà sản xuất Sebastian Bare-McClair hồi tháng 9, People cho hay người mẫu rất đau đớn, cô đã mất một khoảng thời gian để phục hồi. Và hiện tại, Ratajkowski sẵn sàng bước tiếp cùng hạnh phúc mới. Tình cảm giữa Davidson và Ratajkowski mới chấm nở vào tháng 11. Cả hai quen nhau thông qua sự giới thiệu của bạn chung. Từ lần gặp đầu, ngôi sao Saturday Night Live đã ấn tượng sự thông minh của chân dài nội y.